Minh và Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp ngày hôm nay. Trong không khí hân hoan của những ngày Tết sắp tới, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh và Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Một mùa xuân mới đã sang, chúc cho tất cả nhà nhà an vui, chúc người buôn bán sinh lời, chúc người công chức lương thời tăng cao, chúc cho sức khỏe dồi dào, tiền tài dư dả chỉ vào chẳng ra, chị em xinh đẹp như hoa, cả năm may mắn đẹp ra từng ngày. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, giới tiên tri hé lộ bí mật về Tử Vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, đúng tháng Tết năm 2024 âm lịch. Được thần tài hộ giá, vận may bùng nổ, trúng số phát tài, đổi đời cực giàu nếu biết bí mật này. Quý vị thân mến, tất cả chúng ta bất kể là ai đi chăng nữa, cũng mong mình và người thân sẽ được số mệnh hậu ái. Giàu sang, hạnh phúc và an bình là ba thứ mà ai cũng truy cầu theo đuổi trong cuộc đời này. Thế nhưng, tạo hóa sinh ra lại hay thử thách con người, mỗi người sinh ra đều được xếp vào một cung mệnh khác nhau. Ngày tháng năm sinh khác nhau, sao hạn khác nhau nên vận mệnh cũng sẽ khác nhau. Khi thời vận không thông thì mọi mong cầu đều như muối bỏ bể. Theo luận giải tử vi số mệnh cuộc đời thì trong số 12 con giáp mệnh chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, năm nay bước sang tuổi 57, chính là con giáp có vận số biến động lớn nhất, ứng với hai chữ số kiếp. Nếu xét theo vận trình cả đời thì vận mệnh của tuổi này vào thời trẻ rối như tơ vò, sự nghiệp sắp về đích thì bị tắc nghẽn, công danh tối tăm, tiền bạc như nằm trên đống lửa, sức khỏe bất ổn, gia đạo cũng nhiều điểm báo xấu. Nhưng thầy tử vi cũng dự báo, vận trình của mệnh chủ có những điểm sáng bất ngờ do được thần Phật phù trợ. Trong 57 năm qua, Mậu Thân là con người lương thiện, nhân hậu, sống tích phúc, tích đức, giờ là lúc được hưởng thành quả. Đặc biệt là trong tháng Tết năm 2024 âm lịch tới đây, vận trình của mệnh chủ sẽ như cá gặp nước, phớt lên như vũ bảo, tiền bạc ùn ùn kéo về, trả sạch nợ nần, đổi vận giàu sang, ăn Tết to nhất làng. Đặc biệt nếu mệnh chủ tránh được ba điều cấm kỵ này thì cuộc sống sẽ an nhàn, sung sướng từ nay cho đến cuối đời. Vậy, vận trình tử vi chi tiết của quý mệnh chủ tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, trong tháng Tết năm 2024 âm lịch sẽ diễn ra như thế nào? Cơ may nào sẽ đến với mệnh chủ trong thời gian tới? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi giải đáp chi tiết trong video ngày hôm nay. Mời quý khán giả cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Khi một người đi qua tuổi trung niên, cơ thể dần dần lão hóa, sự nghiệp cũng bắt đầu đi xuống, điều đó có nghĩa là chúng ta đang bước vào đoạn dốc cuối của cuộc đời. Thời điểm này khả năng giải quyết vấn đề không còn tốt như trước, nhiều thứ đã nằm ngoài tầm với. Vì thế, mọi người nên bắt đầu học cách sống khiêm nhường và cẩn trọng, tránh xa những rắc rối không đáng có. Đặc biệt, người xưa có câu, họa từ miệng ra, bệnh từ miệng vào. Nếu muốn cuộc sống thuận lợi hơn, tốt nhất phải dặn lòng lười nói ba điều sau đây. Một là lười nói về tình hình tài chính của bản thân. Khi bạn già đi và hao hụt năng lực về tài chính, người mà bạn thường xuyên phải đối mặt nhất chính là con cái của mình. Công bằng mà nói, không phải ai cũng có thể tự tin sống nửa quãng đời còn lại, mà chỉ dựa vào lương hưu và tiền tích lũy của bản thân, cũng không phải ai cũng có thể nhẹ nhõm đặt hết gánh nặng tài chính lên vai con cái để được phụng dưỡng đến cuối đời. Nhưng dù ở trong trường hợp nào, tình hình tài chính cá nhân cũng là điều không nên tiết lộ, kể cả với các con, điều đó có thể khiến phát sinh những vấn đề mâu thuẫn trong gia đình. Nếu mâu thuẫn bị đẩy lên cao, người thân tranh chấp, rất có thể chúng ta sẽ phải đối mặt với nỗi đau tuổi già là không có ai bên cạnh để quan tâm chăm sóc thật lòng. Hai là lười nói về những xô cần đồ thời trẻ. Người lớn tuổi sợ nhất điều gì? Một là về già không còn ai để nương tựa, hai là về già danh tiếng sẽ bị hủy hoại. Đối với một số người cao tuổi, nỗi đau buồn khi về già là không có ai chăm sóc còn ít hơn nhiều so với sự bất lực khi bị chế giễu, biến thành tâm điểm bàn tán của người khác, thực sự rất khó chịu. Chính vì thế, nên hạn chế tiết lộ những trải nghiệm tồi tệ của thời trẻ. Bạn cho rằng mình đang truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ con cháu,
Nhưng thực tế, đây cũng là tiết lộ yếu điểm của bản thân. Khi câu chuyện được lan truyền công khai và rộng rãi trước mặt đông đảo mọi người, bạn sẽ không thể lường hết được hậu quả mà nó để lại. Rất có thể bạn còn đánh mất sự kính trọng của mọi người. Mong ước lớn nhất của người già là được sống một cuộc sống bình thường, đừng để những câu chuyện cũ gây ra sóng gió trong cuộc sống tương lai. 3. Là lười phàn nàn với người ngoài. Con người không thể sống thuận buồm xuôi gió trong mọi việc, nhưng phàn nàn thì có ích gì, những khó khăn ập đến sẽ chỉ tăng lên chứ không giảm đi. Những hoàn cảnh cuộc sống mà bạn phải đối mặt cũng sẽ vẫn như cũ, ngược lại, thái độ sống của bạn sẽ ngày càng tiêu cực. Khi bạn không ngừng sống trong những lời phàn nàn, nếu chỉ để tâm tới những điều không như ý, bạn sẽ chẳng còn thời gian để tận hưởng cuộc sống hiện tại. Đặc biệt, tâm trạng chán nản cũng khiến sức khỏe bị ảnh hưởng rất lớn. Có thể thấy phàn nàn là sát thủ lớn nhất ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này. Nếu từ bây giờ, bạn học cách đối mặt với khó khăn của cuộc sống một cách bình tâm, dù đã đi đến giai đoạn cuối của cuộc đời, bạn vẫn có thể tận hưởng niềm vui đích thực của những năm tháng bình yên và dành thời gian nuôi dưỡng tâm hồn của chính mình. Lời kết, khi bạn già đi bạn không còn nói về ba điều trên, thì cuộc đời sẽ dần trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Im lặng khi còn trẻ là để giảm bớt rắc rối, im lặng khi về già là để tích phúc cho chính mình. Nếu bạn làm được ba điều này thì phước lành sẽ đến một cách tự nhiên, và cuộc sống của bạn trong những năm sau này sẽ ngày càng thuận lợi, tránh được những rắc rối đau đầu. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách của người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Trời sinh những người tuổi Mậu Thân có tài năng hơn người, đặc biệt là xuất sắc về nghệ thuật và trong cách thức sử dụng ngôn từ, họ có tài diễn đạt lưu loát và hùng biện, khiến ai nghe cũng phải nể phục. Mậu Thân không thích sự tĩnh lặng và chỉ bị thu hút bởi các hoạt động vui tươi năng nổ, họ biết cách điều phối các chương trình và nhất định sẽ không bỏ lỡ bất kỳ kế hoạch để được tham gia các hoạt động này. Họ có lòng ham mê học hỏi những điều thú vị, mới lạ, khám phá những địa điểm ở những nơi họ đặt chân qua. Họ không hề thích sự ỷ lại vì bên trong họ tràn trề năng lượng, sự sáng tạo và luôn mong có cơ hội được thể hiện trí thông minh hay trí tuệ của mình. Tuổi Mậu Thân thuộc cung Hoàng đạo Thiên Bình, luôn tạo một không khí vui vẻ thoải mái. Họ vô tư như trẻ thơ, với ánh mắt trong veo háo hức đón nhận những điều mới lạ. Họ nhạy cảm với những thay đổi trong cuộc sống và môi trường xã hội, nhưng không đủ mạnh mẽ để đối đầu với sự cạnh tranh thách thức, mặc dù bản thân là người tài trí khôn ngoan. Mậu Thân khá vô tư thoải mái, cộng thêm khả năng ăn nói và giao tiếp cởi mở, nên được rất nhiều người quý trọng. Không những thế, họ còn khá nhạy cảm, khả năng quan sát và nhìn nhận mọi việc tốt. Ưu điểm này sẽ giúp họ tỏa sáng. Nếu được hoạt động trong các lĩnh vực ngoại giao và quan hệ xã hội, họ cũng được rất nhiều người tôn trọng. Tuy nhiên, họ cũng có thể chấp nhận vị trí của những nhân viên làm thuê và sẽ cố gắng để đạt được nhiều thành tích tốt nhất. Họ có khả năng làm việc độc lập và hoàn toàn có thể làm được các công việc như kinh doanh bán hàng. Cấp trên của họ cũng cần lưu ý. Hãy giao cho họ một khối lượng công việc và khuôn khổ làm việc nhất định. Nếu không, họ sẽ lãng phí phần lớn thời gian làm việc của mình vào những việc vô bổ hoặc chỉ thích tán gẫu với đồng nghiệp. Tuy nhiên, do bị ảnh hưởng tính cách của tuổi Thân là hay đứng núi này trông núi nọ, trong suốt cuộc đời họ đã bỏ qua không ít cơ hội tốt. Bên cạnh đó, một chút đặc tính viễn vông của tuổi Thân chỉ có thể giúp ích cho họ trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng nó lại gây mất tỉnh táo trong cách nhìn nhận vấn đề khi họ bắt tay vào công việc kinh doanh. Do vậy, lời khuyên dành cho Mậu Thân là nên lựa chọn những ngành nghề mà có thể phát huy khả năng sáng tạo của mình như âm nhạc, hội họa, viết văn. Nếu là lãnh đạo, họ thường không mấy hà khắc hay khắt khe với nhân viên, với tài quản lý và cách đối nhân xử thế, hợp tình hợp lý của mình, họ sẽ được các nhân viên kính trọng và gắn bó lâu dài. Sau đây sẽ là đánh giá tổng quan vận trình tử vi tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tháng Tết năm 2024 âm lịch của tuổi Mậu Thân nhận định, tháng đầu tiên của năm 2024 không phải là thời điểm thực sự thuận lợi đối với con giáp này, nhiều khó khăn thách thức xảy đến, khiến bạn buộc phải vất vả đối đầu. Song như vậy, không có nghĩa là bạn không có cơ hội để vượt lên, hãy luôn nhắc nhở mình cố gắng phấn đấu, rồi bạn sẽ gặt hái được thành quả tương xứng. Trên phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc, do ảnh hưởng lớn lao của cục diện tương xung, nên mệnh chủ sẽ phải bôn ba bận rộn ngay cả những lúc mọi người xung quanh đang nghỉ ngơi, hưởng thụ. Thời điểm này, bạn nên nhắc nhở bản thân cố gắng dựa trên sức của chính mình, chứ không nên trông cậy vào người khác. Bởi bạn bè, người thân cũng sẽ không đem lại sự trợ giúp đáng kể. Bạn vốn là người tài hoa và bản lĩnh, vì vậy, đừng vội nghĩ đến việc đầu hàng nghịch cảnh. May mắn là vận trình của mệnh chủ cũng có xuất hiện rất nhiều cát tinh, như trường sinh nguyệt mã, giải thần. Những cá tính này giúp bạn có đầu óc nhanh nhẹ, minh mẫn trong việc phát hiện thời cơ và tìm hướng đi mới.
Việc bạn cần làm là tin tưởng vào hướng đi của mình. Chuyện tình cảm thì lại là một nốt trầm buồn, bởi do chịu tác động xấu của hung tinh, nên dù là đầu năm, nhưng vợ chồng bạn thường xuyên cãi cọ, mâu thuẫn, thậm chí có dấu hiệu tư tưởng ngoại tình. Bạn cần nhắc nhở bản thân quan tâm hơn đến nửa kia, dù cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, thì cũng chớ nên nghĩ tới việc tìm nguồn an ủi ở bên ngoài. Người độc thân quá bận rộn với công việc của mình, nên ít có thời gian nghĩ đến chuyện tình cảm, lúc này bạn lấy sự nghiệp làm trọng. Xét về phương diện sự nghiệp. Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, trong tháng Tết năm 2024 âm lịch, tuổi Mậu Thân nên tự nhắc nhở bản thân mình cố gắng vượt lên khỏi những khó khăn khúc mắc có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Trong tháng đầu tiên của năm mới 2024 âm lịch này, cục diện dần thân tương xung đem tới nhiều tác hại xấu mà bạn không thể lường trước được. Thời điểm này, mọi người xung quanh dường như đều quá bận rộn với công việc của riêng mình nên không thể phân tâm giúp đỡ bạn. Vì thế, bạn chỉ còn cách tự lực cánh sinh. Để hoàn thành cho tốt nhiệm vụ, đừng nghĩ đến việc than vãn hoặc dựa dẫm vào người khác, bởi như vậy thì công việc khó có thể tiến triển được mà bạn sẽ chỉ càng dễ cảm thấy chán nản, muốn bỏ cuộc mà thôi. Cũng may là khó khăn xuất hiện ở thời điểm này chủ yếu là do tác động khách quan của thời cuộc, chứ không có sự xuất hiện của kẻ tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại. Dù có phải vất vả đầu tắt mặt tối làm việc, nhưng bạn không lo người khác gây rối, vì thế, cuối cùng bạn cũng sẽ nhận được kết quả tương ứng với công sức mà mình đã bỏ ra. Lại thêm sự giúp đỡ của Nguyệt Lệnh Trường Sinh, bạn vốn là một người thông minh và tài hoa. Hãy phát huy khả năng của mình đúng lúc, bạn hoàn toàn có khả năng gây ấn tượng với cấp trên và chạm tay vào cơ hội thăng tiến. Nguyệt Mã và Giải Thần Các Tinh cũng khuyên bạn nên chủ động và xông xáo hơn trong công việc. Hãy coi mỗi khó khăn mình gặp phải chính là cơ hội để mình khẳng định bản thân, tìm chỗ đứng vững chắc cho tương lai. Đồng thời, tử vi tháng Tết năm 2024 âm lịch khuyên bạn, hãy chú ý xây dựng các mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, lãnh đạo hòa hợp để tránh khỏi những mâu thuẫn không nên có. Xét về phương diện tài lộc tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, trong tháng 1 âm lịch 2024. Con đường tài lộc của Mậu Thân không thực sự sáng sủa trong thời điểm này do phải chịu ảnh hưởng xấu của tương xung và đại hao. Bên cạnh việc cẩn trọng đầu tư, bạn còn cần phải chú ý hơn đến việc chi tiêu để không rơi vào cảnh cháy túi. Người làm công ăn lương khó có thể nhận được các khoản thưởng nóng hoặc chạm tay vào cơ hội tăng lương vì công việc chưa có những tiến triển đáng kể. Bạn tốn nhiều thời gian và công sức để giải quyết các rắc rối cứ liên tục xuất hiện. Hãy tiếp tục trong khoảng thời gian sau đó, bạn sẽ dần dần đạt được những gì xứng đáng. Người làm đầu tư, kinh doanh cần phải thực sự cẩn trọng trong việc đưa ra những quyết định đầu tư kinh doanh. Trước khi quyết tâm làm việc gì, bạn cần phải phân tích rõ thiệt hơn trong việc xác định rõ thực tế trước mắt và thực lực của bản thân. Thời điểm này, bạn không nên chạy theo người khác mà cần làm những việc phù hợp với sức của mình để tránh bị thua lỗ. Đại hao cho thấy bạn còn dễ tốn tiền vì nhiều nguyên nhân khác nhau, khiến túi tiền đã không rủng rỉnh lại càng trở nên eo hẹp. Con giáp này cần chi tiêu những món đồ vừa với túi tiền của mình, tránh chạy theo xu thế của người khác mà không quan tâm đến mức lương của bản thân. Trong công việc cũng như trong đầu tư, bạn cần nhắc nhở mình làm việc thật cẩn thận để tránh để xảy ra lỗi sai, phải dùng tiền của bản thân để sửa chữa và bù lỗ. May mắn là Trường Sinh Nguyệt Mã và Giải Thần là hai cát tinh vẫn sẽ xuất hiện để giúp đỡ cho mệnh chủ, khiến vận trình của bạn tươi sáng hơn. Con giáp này hãy chăm chỉ làm việc, đừng ngại di chuyển hoặc nhận những nhiệm vụ khó khăn, bởi bạn càng tháo vát, nhạy bén, nhiệt tình bao nhiêu thì càng tạo được thêm những ấn tượng tốt với người khác, khiến lãnh đạo đánh giá cao. Có thể cố gắng của bạn vào thời điểm này chưa đem lại nguồn tiền đáng kể, nhưng góp phần tạo vị thế cho bạn trong tương lai. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Đáng buồn là chuyện tình cảm của Mậu Thân lại rất dễ lâm vào bế tắc, nhất là khi bạn thiếu tỉnh táo, ích kỷ, không biết nghĩ cho mọi người xung quanh mình. Dưới ảnh hưởng của cục diện tương xung, vợ chồng bạn có vẻ ngày càng lạnh nhạt với nhau. Những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt cũng có thể thổi bùng lên ngọn lửa mâu thuẫn giữa đôi bên. Hai người cần phải bình tĩnh trò chuyện với nhau. Một khi đã nóng nảy thì nên tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện và quay lại giải quyết sau khi đôi bên đã nguôi giận. Dù quan hệ vợ chồng không hòa hợp, bạn cũng vẫn cần quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của đối phương, chớ nên tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ mà khiến nửa kia cảm thấy tổn thương và thất vọng. Bạn cũng chớ nên tìm niềm vui ở bên ngoài, dính líu đến những mối quan hệ mập mờ với người khác. Trước khi đi sai đường, bạn cần nghĩ lại những điều quý giá nhất với bản thân, với gia đình để có thể dừng lại đúng lúc.
người độc thân cũng có vẻ khá thờ ơ với chuyện tình cảm. Bạn thấy công việc của mình đã quá đủ bận rộn, nên khi xong việc bạn muốn được nghỉ ngơi, chứ không muốn tốn thời gian quan tâm đến người khác. Vì thế, tử vi tháng Tết năm 2024 âm lịch thấy rằng, dù có người chủ động tiếp cận bạn cũng khá lạnh lùng, thậm chí bạn còn tìm cách để từ chối đối phương, không cho đôi bên bất cứ cơ hội nào. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, trong tháng 1 âm lịch 2024. Vì những vất vả trong công việc và những tổn thương trong tình cảm, nên sức khỏe của Mậu Thân cũng khó có thể tốt. Trong tháng này bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, áp lực, tinh thần căng thẳng, không muốn làm bất cứ việc gì. Với những người lao động chân tay hoặc lái xe đường dài, tốt nhất bạn không nên làm việc khi cơ thể đang mệt mỏi để tránh những tổn thương tai nạn không đáng có. Hãy coi sức khỏe của mình là trên hết, chớ nên quá cố gắng kẻo thiệt thân. Nếu có thời gian bạn nên hít thở không khí trong lành nhiều hơn để thư giãn, tránh tình trạng khiến đầu óc căng thẳng trong khoảng thời gian quá dài. Bạn cũng có thể tâm sự nỗi niềm với những người thân thiết như vợ chồng, cha mẹ, anh chị em trong gia đình. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng Tết năm 2024 âm lịch của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Tử vi tuần 1 tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận thấy, Mậu Thân trong tuần này có dịch mã chiếu mệnh, nên mệnh chủ khá vất vả với công việc, cũng sẽ phải di chuyển khá nhiều, khả năng cao cuối tuần cũng chẳng được nghỉ ngơi mấy đâu. Tài lộc trong tuần khá ổn, bạn có nguồn thu từ nhiều nơi, công việc chính, rồi nghề tay trái, đều là những công cụ kiếm tiền khá tốt của bạn. Con giáp này có thiên tài ở bên, bạn kiên cường chiến đấu để đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, ngay đầu tuần đã có điểm báo tiểu nhân quấy phá, thiên quang khiến cho những chú khỉ mất khá nhiều thời gian để giải quyết những việc vô bổ, mà không có cách nào rút ra để làm việc chính của bản thân. Bạn hoang mang và bối rối khi có nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc, lẽ ra phải quyết đoán hơn, thì mãi tới sau này bạn mới nhận ra là mình đã lỡ mất thời cơ, công việc khó có thể hoàn thành được như ý muốn. Tử vi tuần 2 tháng Tết năm 2024 âm lịch. Vận trình tuần này của tuổi Mậu Thân nhiều điểm không được như ý, mệnh chủ cần phải đặc biệt chú ý cẩn trọng từng bước trong quan hệ với mọi người xung quanh. Gặp thất sát là cực hung, chẳng những tranh cãi đấu khẩu mà còn nóng nảy bộc phát dễ dẫn tới xô xát đánh nhau, gây tổn hại tới sức khỏe. Dính líu tới pháp luật thực sự là phiền phức lớn, bạn cần khống chế tâm tình, học nhẫn nhịn và bao dung, lượng thứ, đừng tranh chấp hơn thiệt với người khác. Nếu xảy ra sự cố, thì người thua thiệt đầu tiên chính là bạn, chứ không phải ai khác. Điều này ảnh hưởng cực lớn tới sự nghiệp, cũng như uy tín, khó mà thu hồi lại được. Tài lộc cũng theo đó mà tiêu hao đi không ít, tiểu hao nhắc nhở các khoản cho vô tội vạ sẽ làm bạn rỗng túi nhanh chóng. Để tránh những điều không hay, đồng thời, bạn nên tập trung vào công việc để ổn định thu nhập. Người tuổi Mậu Thân nên chọn vật phẩm phong thủy trừ tà hóa sát, bảo hộ bình an, để mang theo bên người, để gia đình ấm áp, với lời khuyên giải của quý nhân. Thái âm là chủ dựa lớn về tinh thần mà con giáp này có thể dựa dẫm. Hãy tâm sự chia sẻ với người thân, xin sự trợ giúp từ những người lớn tuổi trong tình huống khó khăn. Chứ đừng vội vàng tự đưa ra quyết định, sự từng trải và kinh nghiệm của họ sẽ phần nào đỡ đần bạn thoát khỏi sự cố rắc rối. Tử vi tuần 3 tháng Tết năm 2024 âm lịch. Vận trình tuần mới của 12 con giáp nhắc nhở tuổi Mậu Thân có Bạch Hổ phải đề phòng tai ương, người làm việc ngoài trời, làm việc ở công xưởng, công trường, xây dựng nhà máy sản xuất đều phải chú ý an toàn lao động, trang bị đầy đủ đồ bảo hộ để bảo vệ bản thân khi phát sinh tình huống không may. Sự nghiệp phát triển đều đặn, tài chính hanh thông, nhờ thiên ấn trợ lực, ngoài khả năng vốn có bạn được hậu thuẫn nhờ các mối quan hệ của người thân. Tự nhiên sức cạnh tranh cũng mạnh hơn những người khác, hãy tận dụng thật tốt ưu thế này để hoàn thiện kỹ năng và tạo dựng cho mình chỗ đứng tốt nhất có thể. Lưu ý về tiểu nhân quấy phá, thị phi quấy rầy, khi xuất hiện thương quan điều này là không tránh khỏi, khi mà bạn có xuất phát điểm cao hơn, thì số người ghen tị cũng nhiều hơn, nỗ lực bằng hành động, chứ đừng để tâm tới những lời nói khó nghe sau lưng, chỗ của họ luôn là phía sau bạn mà thôi. Đừng vì bận rộn mà quên chăm lo cho đời sống tình cảm, vun vén các mối quan hệ cá nhân, hẹn hò người yêu, chăm sóc bạn đời chu toàn, gia đình đều phải đầy đủ. Đó không những là trách nhiệm, mà còn là niềm vui, giúp Mậu Thân thoải mái hơn sau những giờ làm việc căng thẳng, sau những bộn bề bon chen bên ngoài. Tử vi tuần 4 tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của tuổi Mậu Thân cũng không tệ, có một vài điểm còn phải cẩn trọng, nhưng nhìn chung vẫn thấy tín hiệu thay đổi tích cực trong công việc. Bạn là người nhiệt tình và có trách nhiệm,
nhưng còn thiếu sáng tạo. Mệnh chủ nên bổ sung phương diện này để đạt thành tích cao hơn. Khó khăn nhất chính là tài chính. Dù kiếm được không ít, nhưng đại hao làm cho các khoản thu chi mất cân bằng. Có việc đột xuất khiến con số chi ra vượt quá mức cho phép. Lúc này, vay mượn là phương án duy nhất, nhưng đừng mượn quá nhiều sẽ thành gánh nặng rất lớn khiến bạn tuyệt vọng. Được an ủi là đời sống tình cảm của con giáp này vô cùng tốt, có người sẵn sàng giang tay giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần, trong lúc sóng gió mới thấy chân tình. Khoảng thời gian này để Mậu Thân trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, đồng thời cũng trân trọng những người bạn đích thực cùng tình thân ấm áp mà mình đang có. Không nên quanh quẩn trong những không gian quen thuộc, hãy thay đổi không khí bằng cách dạo chơi, chẳng cần du lịch xa xôi đâu, bạn thử đi làm bằng con đường khác. Đổi địa điểm hẹn hò, thử tới một nơi mà bạn chưa từng ghé qua, ăn tối ở một quán mới mở, mọi thứ tuy lạ lẫm nhưng thú vị lắm đấy. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau tốt cho mọi việc, vậy bạn hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu xem trong tháng đầu tiên của năm ngày nào đẹp nhé. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác việc chi cũng tốt, tốt nhất là chôn cất, cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ phá đất. Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 này sẽ mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn để gia chủ thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sáng sớm, đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024 là khởi công tạo tác cho nên việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sáng sớm đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặng vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác, nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đào mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày này rất tốt để tiến hành mọi công việc, hành sự công việc trong ngày này ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ thuận lợi, mà ít gặp phải khó khăn hay trở ngại. Hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ giúp đỡ, cho nên mọi chuyện cũng trôi chảy nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Thưa quý vị, 4 điều bạn cần làm để sống hạnh phúc tuổi già, hãy cùng Minh Đường Tử Vi tham khảo thêm nhé. 1. Duy trì kết nối bạn bè. Sau khi nghỉ hưu, vòng tròn quan hệ xã hội và bạn bè của người lớn tuổi dần hẹp lại. Nếu chỉ quẩn quanh trong nhà và tập trung vào việc trông nom các cháu, làm việc nhà thì người già sẽ rất cô đơn. Thực tế, người già rất sợ sự cô độc và neo đơn. Không chỉ vậy, nỗi cô đơn còn là mối hiểm họa làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp, béo phì, trầm cảm, Alzheimer. Ngoài ra, thiếu vắng bạn bè còn làm người già mắc chứng lo lắng và căng thẳng thường trực, làm chất lượng giấc ngủ kém đi, cũng như hình thành các thói quen có hại cho sức khỏe, như hút thuốc, rượu bia. Để ngăn chặn những nguy cơ bệnh tật kể trên, người lớn tuổi cần duy trì kết nối bạn bè bằng nhiều cách, đơn giản là tham gia câu lạc bộ, như dưỡng sinh, chơi nhạc cụ, hoạt động thiện nguyện, du lịch cùng bạn bè để vừa vận động thể chất,
chiêm ngưỡng cảnh đẹp, vừa gặp gỡ bạn bè. Ngoài ra, sử dụng mạng xã hội cũng giúp người lớn tuổi giữ liên lạc với người thân và bạn bè. Nhờ vậy, người già sẽ tìm được nhiều niềm vui, đồng thời cải thiện sức khỏe thể chất đáng kể. 2. Biết giữ gìn sức khỏe bản thân. Sức khỏe là tài sản vô giá, quyết định mức độ hạnh phúc tuổi già. Có thể thấy việc chăm sóc sức khỏe không chỉ là cách đối xử tốt nhất với bản thân, mà còn là với gia đình, con cái và xã hội. Nếu có sức khỏe tốt, thì bạn sẽ giữ được thế chủ động trong cuộc sống, không cần phụ thuộc quá nhiều vào sự giúp đỡ của con cái, người thân. Hơn nữa, thể chất tốt cũng góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần. Vì thế khi đến độ tuổi U50, bạn cần quan tâm nhiều hơn đến tình trạng cơ thể bắt đầu có dấu hiệu sa sút. Kèm theo đó là những tiềm tàng bệnh tật lâu năm càng lộ diện rõ hơn, chẳng hạn như thói quen hút thuốc, uống rượu ở nam giới trong thời gian dài là nguồn gốc cho các căn bệnh liên quan đến gan, phổi, thận. Với phụ nữ, tình trạng suy giảm nội tiết tố do mãn kinh bắt đầu xuất hiện, đó là lý do người lớn tuổi nên duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh và ăn uống khoa học, đảm bảo đủ 4 nhóm dưỡng chất cần thiết: đạm, bột, chất béo, vitamin và chất khoáng. Bên cạnh đó, theo khuyến cáo của Bộ Y tế, người tuổi U50 nên cắt giảm các chất béo từ động vật để tránh tình trạng tăng cholesterol và nguy cơ mắc bệnh về tim mạch. Ngoài ra, khám sức khỏe định kỳ cũng là việc rất cần thiết để tầm soát phát hiện sớm các căn bệnh mãn tính. 3. Cải thiện sức khỏe tinh thần. Ngoài thể chất giảm sút, sức khỏe tinh thần ở độ tuổi ngũ tuần cũng cần được cải thiện. Bên cạnh cảm giác cô đơn, người già còn dễ cảm thấy chán nản, không tìm được động lực và niềm vui trong cuộc sống thường nhật. Theo đó, các chuyên gia tâm lý khuyên người tuổi U50 nên tham gia các hoạt động thể thao, giải trí lành mạnh, tìm hiểu một lĩnh vực mới, theo đuổi sở thích và đam mê có sẵn. Ngoài ra, người cao tuổi nên hạn chế đọc nhiều tin tức tiêu cực, thay vào đó nên xem những tin thưởng thức nhẹ nhàng. 4. Tuổi già an vui nhờ tài chính vững vàng. Với tuổi già, tài chính là của riêng để an thân và an tâm. Bạn không nhất thiết phải sở hữu một khối tài sản lớn, nhưng cần một khoản tiền vừa đủ để chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần. Có tài chính độc lập không chỉ giúp bạn thấy tự tin, thoải mái hơn, mà còn có thể phục vụ cho những sở thích riêng, dự định cá nhân. Thực tế, giai đoạn bước dần đến độ tuổi về hưu dễ khiến người lớn tuổi cảm thấy bất an về tài chính, từ đó hạn chế tiêu tiền cho việc khám bệnh hay đáp ứng nhu cầu giải trí, ăn uống, du lịch. Điều này dẫn đến tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần đều không được đảm bảo tốt. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.